Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi thực hiện một thử thách đối với hậu vệ cánh phải Fischer. Thay vì làm hậu vệ cánh phải như mọi khi, hôm nay thì Fischer sẽ được đưa lên đá thủ môn. Hôm nay thì Fischer sẽ làm thủ môn bắt chính thay cho Hugo Lloris. Và chúng ta cùng đến với thử thách làm thủ môn đối với hậu vệ cánh phải Fischer trên kênh của Cá Voi Gaming nha. Đây là đối thủ của chúng ta để thử thách làm thủ môn đối với hậu vệ Fischer. Thường lệ thì Fischer sẽ làm một hậu vệ, hôm nay thì anh sẽ được đưa về làm thủ môn bắt chính trong đội hình của Cá Voi Gaming. Như vậy thì hiệp 1 đã chính thức bắt đầu. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì Cá Voi Gaming sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với trang phục là áo màu đỏ và quần màu xanh. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo màu xanh da trời và quần màu xanh da trời. Người đang có bóng đó là Nakamura. Một tình huống theo bóng chưa thành công của cầu thủ người Nhật Bản. Bóng đang trong chân của Marquinhos. Đây là một đường chuyền chọc khe dành đến cho Nakamura. Nakamura thì vẫn chậm hơn Petri một nhịp. Đây là một đợt tấn công tiếp theo dành đến cho đội bóng áo đỏ. Và người đang có bóng đó là Erling Haaland. Và rất tiếc vừa rồi thì Haaland rơi vào tư thế việt vị. Đây là pha đá phạt lên dành đến cho đội bóng áo màu xanh. Sadio Mane là người có bóng, một pha chuyền bóng chưa chuẩn xác. Và Luka Modric là người đã cắt bóng cho đội bạn. Bóng đang trong chân của Achraf Hakimi. Một tình huống tấn công rất bài bản của các cầu thủ bên phía áo đỏ. Và đây là một cơ hội để cho chúng ta có được bàn thắng đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay. Đường chuyền vào trong của Erling Haaland là chưa tốt. Vừa rồi thì Ronaldo có một tình huống thoát xuống rất hay và sau đó là một cú dứt điểm chưa thể chiến thắng được. Quá đáng tiếc cho Ronaldo. Đấy là Sadio Mane và phối hợp là chưa thành công. Bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bạn. Cú dứt điểm là tương đối hay. Người đang có bóng đó là Achraf Hakimi. Đường chuyền hợp lý cho Sadio Mane nhưng Mane lại để mất bóng vào chân của Kevin De Bruyne. Và cú dứt điểm lần này đã chiến thắng được thủ thành Fischer. Pha ra chân là của Kevin De Bruyne. Bóng đang trong chân của De Bruyne. Đây là Nakamura. Suarez là người có bóng. Vừa rồi thì hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về đội bạn. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm khả năng bắt bóng của thủ thành bất đắc dĩ Fischer. Và trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đối sân cho nhau. Và liệu rằng hiệp 2 này thì Cá Voi Gaming có thể sớm có được bàn thắng hay không? Đây là pha bóng chọc khe và người đang di chuyển đó là Kevin De Bruyne. Chúng ta vẫn chậm hơn một đội bạn một nhịp gì đó. Đây là Fischer, một pha sai lầm của thủ thành Fischer. Và cái giá phải trả là tương đối đắt. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 dành đến cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Và Erling Haaland là người lập công. Người đang có bóng đó là De Bruyne. Bóng đang trong chân của Nakamura. Cơ hội để cho Cá Voi Gaming có bàn đang tới. Một pha xuống bóng hợp lý cho Kevin De Bruyne. Và như vậy thì chúng ta ngay lập tức có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Một pha phối hợp rất mẫu mực của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Còn đây là đợt tấn công dành đến cho đội bạn. Tuy nhiên thì vừa rồi bóng đã đi hết đường biên dọc. Và ném pin dành đến cho Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là thủ thành Fischer. Đây là Trent Alexander-Arnold, người vừa mới được tung vào sân ở những phút thi đấu vừa qua. Pha đi bóng là tương đối tự tin của Nakamura. Và ngay lập tức thì trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ đỏ cho Petri với tình huống phạm lỗi vừa rồi. Một pha qua người rất hay của Nakamura. Nếu không có pha phạm lỗi thì có lẽ đã có bàn dành đến cho Cá Voi Gaming. Đây là pha đá phạt của Kevin De Bruyne. Tình huống cắt bóng là của đội bạn. Erling Haaland là người có bóng nào. Một pha xuống bóng hợp lý cho đà di chuyển của Mbappe. Nhưng vừa rồi thì Mbappe vẫn chậm hơn thủ thành bên phía đội bạn một nhịp. Đây là pha băng ra của thủ thành Fischer. Và lần này thì anh đã làm chủ được tình hình. Bóng đi hết đường biên dọc sau pha phá bóng lên của Fischer. Đây là tình huống ném pin của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Luis Suarez có pha khống chế bóng không tốt ở tình huống vừa rồi. Nhưng đây vẫn là một cơ hội dành đến cho đội bóng áo màu đỏ. Vẫn là Luis Suarez. Người đang có bóng đó là Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes là người đã cắt được quả bóng vừa rồi. Và đây là một đợt tấn công dành đến cho đội bạn. Emerick Laporte có đường truyền. Rất ít khoảng trống để cho Cá Voi Gaming có thể xử lý những pha bóng như vừa rồi. Pha đi bóng là tương đối hay của Sadio Mane. Và cơ hội để cho chúng ta có bàn nhưng pha dứt điểm của Sadio Mane là chưa thành công. Huống đá phạt góc của thủ thành Fischer. Một pha dâng lên đá phạt góc. Cơ hội để Emerick Laporte có bàn. Và trong một lần hiếm hoi dâng lên đá phạt góc thì Fischer đã giúp cho đội bóng của chúng ta có được bàn thắng cửa hòa một đều. Pha kiến tạo rất hay. Tình huống đá phạt góc bài bản của Fischer. Và cảm ơn anh em đã đón xem trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 đều trong ngày thứ 3.